Hello chào các bạn, hôm nay nhóm mình lại đi cùng nhóm nhỏ đi bắt chuột nha các bạn. Trời hôm nay cũng rất là đẹp nha, nhưng mà không biết chuột thì sao. Nói đâu anh em. Tết nhỏ quá hơn. Phương đậu không được, không biết đậu. Đậu nó chẳng đậu đấy. Tết còn nữa cái gì. Đâu ếch mà nhảy đi mất tiêu rồi, thì cá gì không tắt nước. Bỏ đi, quá, đi. Đúng, ếch nhỏ quá hả, ếch là nửa ký mấy vậy. Đào đi Phương ơi, không thấy nó đâu. Dễ bắt được. Quá, vừa có ít sữa bự đúng không? Tao còn lấy Phương gì nè, cầm đi nè thử. Ủa đâu?
bên này có không? Đây nè. Đây. Hết nhẹ rồi, nửa ký mấy vậy á. Qua chiếc bên kia các bạn. Mình đang lội sình các bạn. Nó nhận thấy là con nhỏ nó đi theo bắt cái bắt được rồi, mấy con chuột đó các bạn. Để mình coi thử coi. Mình sẽ lại gần trước các bạn. Thank you.
bình thường đi tao quay mặt không. Được một con nha các bạn, con bự nha. Chắc nửa ký hơn. Không có chuột, phải bắt vịt nóng luôn. Đây là ngọc ngọc mắt bọc. Có hang nữa. Mấy đứa đi ra ngoài, đi ra ngoài. Không có nút sao nè, cầm máy mới nút sao nè, không bắt đầu ở dưới tao đâu quay quay cái tao đó. Bao cầm bao, bữa cầm dốc hết trơn, bỏ nó xuống đi, chứ chuột chạy bắt mệt á.
vô bao nhiêu có vô I'm gonna.
ghê, nó nổi heo luôn. Đâu đứa bồng chuột kia không? Hello. Mười phút nữa qua giờ.